Anh Phát ơi. Ơi. Thường ở nhà anh có hay nấu ăn không? À, nếu mà không biết nấu ăn thì anh sẽ không chọn thể hiện mình trên sóng ngày hôm nay rồi. Người ta hỏi là lúc rảnh rỗi có hay nấu ăn không? Dạ có ạ. Nói chung là anh rất là thích nấu ăn. Anh nấu ăn từ năm anh 13 tuổi rồi. Tại vì ba mẹ thì đi làm. Bắt buộc mình phải ở nhà mình tự chủ động cái việc nấu nướng. Chứ đâu có ai nấu cho ăn. Không nấu thì đói. Anh Phát, nhưng mà em thấy anh là một người lúc nào cũng năng lượng, lúc nào cũng tích cực, lúc nào cũng cười nhiều hết. Vậy thì khi nào anh sẽ cảm thấy là bản thân của mình bị rơi vào trạng thái stress ta? Stress hả? Stress thì nhiều lắm, ai mà không stress. Có nhiều người thì stress trong công việc, trong những mối quan hệ bạn bè, tình yêu hoặc là gia đình bla bla. Nhưng anh thì đa số thì anh sẽ gặp áp lực trong công việc là nhiều hơn. Trong công việc hả? Nhưng mà công việc của một diễn viên á, thì em thấy là đúng là nó sẽ là một cái môi trường rất là năng động, rất là nhiều sáng tạo, nhiều mối quan hệ. Nhưng mà càng gặp nhiều người á thì đôi khi mình lại càng phải quan sát, mình lại càng phải tiếp xúc rất rất nhiều. Và có bao giờ anh cảm thấy là mình bị không còn là chính mình khi mà mình gặp quá nhiều người như vậy không? Không còn là chính mình hả? Bây giờ ví dụ như mỗi người anh gặp thì có bao giờ là anh sẽ thay đổi một cái cách cư xử khác nhau, một cái tính cách khác nhau không? Hay là vẫn là Võ Tấn Phát như thế này? Thì nói chung là mỗi cái trường hợp, mỗi đối tượng mà mình tiếp xúc á, thì mình sẽ có những cái cách ứng xử, giao tiếp nó khác nhau. Ví dụ như là gặp những người tiền bối, những người lớn trong nghề thì bắt buộc là mình phải lễ phép, mình có những cái sự kính trọng nó nhất định. Rồi gặp ví dụ anh với em thì mình thoải mái hơn. Nói chung là tùy cái đối tượng thì mình sẽ có những cái cách cư xử khác nhau. Cái đó là cái điều bắt buộc mình phải thích nghi và thích ứng rồi. Chứ không phải là mình thay đổi cái điều đó nó khiến cho mình bị không còn là chính bản thân mình nữa. Cái đó thì nó không phải. Tại vì hả, có nhiều người cứ nói là diễn viên á thì diễn xuất rất là nhiều. Cứ mỗi một cái vai diễn là giống như là đeo cho mình một cái mặt nạ. Và khi mà họ đã không còn diễn nữa, họ ra ngoài đời thì họ vẫn giữ cái mặt nạ đó. Thì anh có đồng ý không? Chi mà cực dữ vậy ta? Thì tại vì anh thì không biết nha. Anh không chắc, anh chưa tiếp xúc nhiều với lại những cái người đó. Nhưng mà đa số những người mà anh làm việc hoặc là anh cộng tác hoặc là bạn bè của anh á, thì họ rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Họ diễn trên sân khấu, trên phim ảnh là đủ rồi. Hơi sức đâu nữa mà ra đời mà còn diễn với nhau. Và thường anh thấy thì những người mà họ có cái tính đó đó, trong nghề gọi là giả. Giả đó, giả trân đó ha. Thì anh không có chơi. Nhưng mà anh làm sao để anh nhận diện được những người như vậy ta? Sao ta? Đó là cảm giác thôi. Thường cái người, anh những người làm nghệ thuật nói chung á, giống như anh em mình á, nó có một cái trực giác nó rất là tốt. Nhiều khi người đó, anh chỉ cần tiếp xúc khoảng 5-10 phút đầu tiên xã giao thôi là anh biết người này có hợp với mình hay không. Người này có lành tính không, có thể nói chuyện sâu được hay không. Và đa số những người hiền thì thường họ sẽ có những cái tần số chung với nhau. Đúng. Giống như anh hiền lắm.